Hôm nay mình sẽ làm clip cho mọi người xem cái việc là rửa mặt bằng tay với lại rửa mặt bằng máy khác nhau như nào. Bây giờ mình xoa nhé. Đây, bây giờ mình rửa mặt bằng tay này. Coi như đây là da mặt của mình này. Mình sẽ rửa mặt bằng tay này. Đây, rửa bằng tay nhé. Rửa vào nước này. Đây của mình đó. Tất nhiên là mình rửa thì mình có dùng cái không phải cái gì tẩy chay, nhưng mà đây thì mình quay lại cho mọi người rõ hơn nhé. Tại vì dù có tẩy chay thì những cái khi mà da mặt của mình ấy nó soi zoom to lên ấy, thì nó sẽ có những cái lỗ chân lông rồi là các cái như này, nó như kiểu cái vỏ của bưởi như này. Ở đây khi mình rửa bằng dòng máy nhé, đây dòng máy này thì nó sẽ làm sạch sâu ở bên trong, và da mặt muốn khỏe thì là phải là da mặt sạch đấy. Mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt hoàn toàn đúng không? Da mặt mình muốn khỏe được thì mình trước tiên phải là da mặt sạch á, thì cái bước rửa mặt nó rất là quan trọng. Đây mọi người thấy nó rất là sạch, là những cái đầu này nó sẽ massage sâu vào bên trong là da, những cái lớp da của mình. Nhưng mình nhìn bình thường mình sẽ không nhận ra, nhưng mà khi mà soi da của mình mà phóng to lên ấy, thì nó sẽ có những cái lớp da và có những cái lỗ như này, sẽ có những cái cặn bám bẩn ở những kẽ. Thì mình dùng máy rửa mặt như này thì nó sẽ làm sạch sâu. Thì đến lúc như thế thì mình dùng nước hoa hồng hay là mình dùng cái kem dưỡng mới thẩm thấu được sâu vào trong làn da của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau.